Chào các bạn trở lại. Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Trên mạng lan truyền nhau câu chuyện ông cụ đầu thai làm heo về báo mộng với con cháu, diễn tả đặc điểm của heo và nơi chốn người nhà tìm đến và phát hiện cùng giấc mơ như thế. Những người tin vào có sự việc này, bản thân họ tin vào nhân quả và luân hồi. Nhóm người bán tín bán nghi, họ bảo rằng đã đầu thai làm súc sinh, không còn linh thức để báo mộng. Khải Toàn xin chia sẻ đến các bạn vài góc nhìn khác nhau. Yêu ma linh giới, họ có tiểu thần thông, tức có thể thấy trước những việc trong tương lai gần. Đồng thời, chiều không gian cõi khác không như nhau. Mỗi cõi có chiều không gian không như nhau. Giả dụ, có thể biết mình đầu thai làm heo nên đã báo mộng trước cho người nhà. Chúng ta đã là phàm phu thì chắc cái thân này, dù thân có hoại cũng không cam lòng. Dù làm súc sinh còn chút thần thức, cũng chấp vào cái thân, muốn thân được sung sướng, không muốn rời bỏ. Vậy, làm thế nào giúp người thân khi họ đầu thai làm súc sinh? Làm thế nào để chính chúng ta không đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh? Pháp sư Tịnh Không trong một buổi vấn đáp kể về câu chuyện một con heo đã cạo hết lông, trên mình hiện ra hai chữ Tào Tháo. Đó chính là báo ứng luân hồi sau hơn 1.000 năm về tội lỗi ông đã gây ra. Người tin vào nhân quả báo ứng, không đặt tâm vào câu chuyện thực hư về ông cụ đầu thai làm heo, vì bản thân họ tin vào sáu nẻo luân hồi. Khi người thân chúng ta đọa vào ba đường dữ, ngoài việc cầu siêu hồi hướng, chúng ta không còn khả năng nào khác. Người tin vào luân hồi biết thọ nhận dữ nếu bản thân đã tạo nghiệp dữ, vì thế họ luôn tạo nghiệp lành, giữ ba nghiệp thân miệng ý thanh tịnh, đó là phương tiện tránh rơi vào ba đường ác. Nhà Nho có ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhà Phật có năm giới cũng không khác gì. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm là ba nghiệp ở thân. Không nói dối, không uống rượu là hai nghiệp ở miệng. Giữ được năm giới này chưa phải là viên mãn, nhưng ít nhất đã làm người tốt, đời sau không rơi vào ba đường ác. Đầu thai làm súc sinh để người giết, để đền lại tội lỗi mình đã gây ra ở đời trước. Để tránh rơi vào ba đường dữ này, chúng ta khéo chọn chuyến xe. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Không giết người là không bất nhân. Không trộm cướp là không bất nghĩa. Không tà hạnh là không mất lễ. Không uống rượu làm tâm trí động loạn là không mất trí. Không nói dối, nói ngay thẳng là người tín. Dù ngũ thường hay năm giới hướng con người đi vào đường lành. Các bạn thử hỏi, trong nhà có một người không giữ giới trộm cướp và uống rượu, cả nhà bất an, cả xóm bất an, xã hội động loạn, chính quyền hao tổn công sức để giải quyết. Phạm một hay hai giới thôi đã làm động loạn bao nhiêu người? Thử hỏi trong một gia đình, một khu phố, có nhiều người không giữ giới như thế, thành phố, quốc gia sẽ ra sao? Giữ được năm giới này, đời sau không rơi vào ba đường ác. Muốn đời sau được hưởng phước, phải tiến lên pháp thập thiện. Tu pháp thập thiện hướng lên cõi trời. Ngũ thừa trong nhà Phật là phương tiện, là chuyến xe. Mỗi chuyến xe dẫn đến một bến xe khác nhau. Từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, cho đến duyên giác, Bồ Tát thừa. Cuối cùng là nhất thừa hay là Phật thừa. Vì sao phải tạo ra nhiều phương tiện như thế? Có phải tự làm rối thêm? Khải Toàn hỏi các bạn, khi chúng ta đang đau khổ, người khác có rủ đi coi phim hài, có hợp tình hay không? Vì căn cơ và nhân duyên không giống nhau, nên Phật dùng nhiều phương tiện độ sanh. Người đang đói thì đưa thức ăn, người đang phiền não thì đưa giáo pháp. Người hạ căn và mới vào cửa, thì dùng pháp ngũ giới thập thiện. Hợp lý, hợp cơ. Nếu nói với họ tứ niệm xứ bát chánh đạo, họ không hiểu và không tiếp thu. Lại có người bảo, tôi chỉ có một đời này, tôi sống hết mình, đời này là đủ. Các bạn có bao giờ thường nằm mơ hay không? Mơ đẹp hay mơ dữ? Mơ đẹp thì miệng cười tươi khi tỉnh dậy kể lại cho người thân với tâm trạng rất phấn khởi. Ngược lại, mơ dữ là ác mộng, miệng mắng, tay đấm, chân đá. Thậm chí nếu giấc mơ bị bỏ chạy, bị té,
Khi nằm trên nệm, chân chới với theo. Khi gặp cảnh buồn thì thậm chí đã khóc, nước mắt cũng chảy theo. Sáng tỉnh dậy chưa hoàng hồn, còn sợ hãi với giấc mơ vừa trải qua. Cảnh trong mơ là một chiều không gian khác, có khi không xảy ra ở cõi đời này, và có lúc cũng xảy ra điều tương tự trong mơ. Thử hỏi, nếu là mơ, bạn muốn mơ đẹp hay mơ dữ? Nếu tiếp tục vào đời sau, muốn vào ba đường dữ hay vào ba đường lành? Hãy chọn cho mình một chuyến xe về cõi lành. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.